Rồi, ok, hello anh em. Hey. Chào mừng anh em quay trở lại với trực tiếp game. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại quay trở lại với tiết mục kinh dị thôi anh em. Kinh dị mà bây giờ là kinh dị buổi tối, kinh dị ban ngày anh em ạ. Chứ không phải kinh dị ban đêm ngày xưa nữa. Ngày hôm nay tôi gửi đến anh em cái tựa game kinh dị, nó cũng mới ra gần đây thôi. Nó có tên là, tôi không biết đọc cái tên đó như thế nào. Persam à? Ok, Persam 5713. Chả hiểu là cái gì luôn. À, nhưng mà tôi xem một số hình ảnh của con game này ở trên Steam mới thấy nó có vẻ khá là hiền hòa. Cho nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ thử xem mức độ kinh dị của nó sẽ đến đâu. Liệu có thể khiến cho các anh em CTR có thể nói là đã quá là quen thuộc các thể loại kinh dị kênh tôi sợ hay không. Ok, rồi, mời tất cả anh em chúng ta cùng vào. Cái kiểu đồ họa, tôi nhìn cái kiểu đồ họa nó cũ cũ này là tôi thích rồi này, đúng không? Tại TG Shop chúng tôi cũng đang có rất nhiều khuyến mại dành cho các anh em. Build PC một cách thả ga luôn, miễn phí nâng cấp trong 15 ngày đầu, hỗ trợ trả góp 0%. Ngoài ra, anh em BBC và tất cả các mức giá sẽ đều có quà tặng cho anh em. Thí dụ như BBC trên 50 triệu anh em sẽ được tặng thần tả nước IO hoặc giảm 1,2 triệu đồng luôn. Tại TG Shop chúng tôi vẫn tiếp tục bán những cái cỗ máy với đủ mọi tầm mức giá cho các anh em với nhu cầu từ học tập, làm việc cho tới chơi game. Nhớ truy cập vào tgshop.vn anh em nhé. Nào, vào như nào đây? Ấn vào chỗ nào? Ủa, alo, ấn vào đâu? Ủa, ấn vào TV à? Khiếp, game này còn ấn cái TV vào được game anh em ạ. Ai dạ. Được cái quả menu này. Gì đấy? Ui. Mình ở đâu đấy? Tôi cảm tưởng như là tôi, đây là mình tỉnh lại. Ô, cái này giống thần trùng thế nhở? Tôi kiểu vừa vào game tự nhiên tỉnh lại một nơi xa lạ ấy. Úi dồi ôi, mình đang ở đâu đây? Đấy, nó phải chuẩn là đúng kiểu là thần trùng, là nó phải là mình đang ở đâu thế này hả? Đấy, đâu xem nào. Hiệp tối om sòm sòm mũi. Thời buổi bây giờ 2023 mà chơi con game khiếp mũi không chịu được, rốt cuộc làm gì? Ủa? Nhưng mà chị không lên tiếng luôn. Đây là một căn nhà. Bếp à? Ủa, game này kinh dị gì? Sao tôi thấy nó yên bình vậy? Này, bên ngoài còn có cả ánh sáng luôn này. Này, ban ngày chứ ban đêm đéo đâu. Ủa, cái gì ấy? Gì ấy? Đéo đùa đâu nha, và có tiếng gì đấy? Tôi nghi cái thùng này lắm, cái hộp này lắm anh em ơi. Thùng xốp là cái chắc, còn có ruồi bâu này. Tôi nghi là trong này nó không có cái gì gọi là lành mạnh đâu anh em ạ. Ở đây chúng ta có một bữa ăn giống như kiểu là mì spaghetti có thịt băm ý. Mở thử xem có mở đâu. Không mở được anh em ạ. Tôi nghe thấy như có tiếng nhạc nhẹ ở đâu đấy nhá. Nhưng mà rõ ràng bây giờ đang là buổi sáng đúng không? Đang là buổi sáng thì không thể nào, ma quỷ gì lo lắng gì có đấy, tôi không phải đi đâu đâu. Cái gì? Từ từ, có hình gì đây? Ôi vãi đầu người! Vãi! Mẹ, lúc nãy mình chuẩn bị tinh thần ở cái chỗ cái này nó đéo mở được. Vãi! Mẹ! Vãi cả game! Mẹ! Thiếu hiểu chụp cái ảnh để làm kỷ niệm phát. Này, ui xôi, ôi zoom vào này. Ôi ôi! Điều gì đây? Sao đêm rồi? Điều gì đéo chơi con game này đâu? Ghê vãi ạ. Rồi sao? Mình hình như là mình đang cầm theo một cái máy ảnh hay là một cái ống nhòm, một cái thứ gì đấy, kiểu điện thoại chăng? Có thể zoom được anh em ạ. Bây giờ là hình như là vẫn là buổi sáng ban ngày đấy, nhưng mà nó tắt điện rồi mà mình không quay lại phòng được luôn. Có quay được không? Nó khóa rồi, tôi nhìn thấy bóng tôi trên tường này. Thấy cả chân mình luôn nhá. Hình như là lúc nãy là mình bị thương ở chân hay là thương ở tay, sao giờ tay từ từ đã. Ôi thằng mặt của mình cởi chân á. Trên người bị hàng tỷ cái vết sẹo luôn, giống như kiểu là bị thằng nào ấy nó tra tấn ý. Ôi. Anh ơi. Đừng, anh ơi, em nhìn thấy cái đầu của anh, tác phẩm của anh ở trong bếp rồi. Gì đấy? Em xin anh, yếu trời đâu. Cái kiểu này tôi hay thấy ở trong mấy cái bộ phim kinh dị, tức là cái thằng sát nhân nó sẽ không giết mình ngay đâu mà nó vờn ấy, nó bắt mình phải kiểu. Tôi nghe được tiếng gì nhở? Giống kiểu tiếng đài hay tiếng tivi nhở? Đấy, đang nói dở là bọn sát nhân nó không giết mình ngay đâu, nó vờn mình, nó để cho mình phải sống khổ sở, kiểu chịu cái sự, cái những cái cơn gọi là. Ui, ơi, đấy, mày biết ngay mà. Mẹ, điều yêu anh ơi, đừng, anh ơi, em xin anh. Mẹ,
Em biết cái kiểu của anh rồi, anh xử em luôn đi được không ạ? Sao thằng này lại để cái cây ở trên cái ghế này là sao? Ý đồ nó là gì? Mày đang ở xa mày điều khiển cái tivi đúng không? Con chó sát nhân. Tôi nghe được có tiếng giống kiểu tiếng của rất nhiều người đang lẩm bẩm tụng kinh ý. Con game này ghê vãi. Đây có phải vết máu không? Đây cái vết gì đây? À không phải. Tôi thấy tôi chơi rất nhiều game kinh dị rồi, nhưng mà cái phong cách làm game với kiểu, tức là nó làm cái camera kiểu này là, tức là nó giả lập cái kiểu gọi là body cam anh em ạ. Giống như kiểu là chúng ta đang xem một cái đoạn footage, một cái đoạn băng từ một người nào đấy quay lại ấy. Ơi làm gì? Bật tivi hay tắt tivi đi à? Mà anh em nhìn người này. Đấy ra đây anh em nhìn rõ người thấy chưa? Hàng tỷ vết tích ở trên người luôn ạ. Khổ vai. Bây giờ làm gì? Ủa alo anh ơi, anh gì sát nhân ơi? Em đứng ở góc này rồi đây. Anh giỏi làm gì em đi, em đứng luôn ở góc này rồi đây, anh muốn làm gì anh làm đi. Sao mình có nghe có tiếng chó sủa? Hay là thần hồn nát thần tính không biết. Này chắc là mình phải tìm cái chỗ nào đấy để mở hay để xem cái gì đấy rồi thì nó mới mở cái tình tiết tiếp theo. Thì tôi thấy có cái gì đâu ta. Đấy, tôi nghe là có tiếng. Sao tự nhiên âm thanh gì nhở? Âm thanh sợ thế, không biết là cái thằng làm con game mà nó nghiên cứu kiểu âm thanh khiến cho người ta sợ hãi không. Tôi có nghe nói đến một cái loại âm thanh gọi là khiến cho não bộ của chúng ta bị kích thích anh em ạ. Tôi cảm tưởng cái nhạc nền, cái tiếng nền con game này nó cố tình làm như vậy sao ấy. Tôi phải làm gì? Hay là mình phải zoom một cái gì? Ui mẹ cái gì đấy? Vãi, bây giờ mới để ý ở đây có cái gì đấy? Yếu gì cái vết nhìn thấy kiểu rụt người này. Ôi mắt người ạ. À. Hình như là đây là nội tạng, không phải nội tạng đâu mà là kiểu của cửa mở kìa. Tôi còn thấy cả hai con người với cả cái mồm, cái miệng ấy, cả cái răng ấy. Vãi cứt. Mẹ. Cả con game này nó dễ là nó theo cái kiểu gọi là walking simulator lắm ấy này. Đây chắc là con chó mà chúng ta nghe được có tiếng sủa đấy anh em. Đây là đồ chơi trẻ con à? Tự nhiên giữa căn nhà mà đang mọi thứ kinh khủng này lại có đồ chơi trẻ con. Ôi, ôi. Tiếng gì đấy? Đây có phải là mặt của thằng bắt mình không? Nhìn mặt nó trông ác lắm anh em ạ. Mặt nó trợn lên nhìn này. Mày đừng có tưởng mày dọa được tao nhá. Những gì tao sợ qua rồi. Bây giờ hiện tại hóa dẫu bây giờ mới có 5 giờ chiều mà. Khoảng 4 rưỡi chiều. Hoặc là có thể là 4 rưỡi sáng. Cũng không phải là đêm, không sợ lắm. Được rồi, biết thời gian theo tôi đỡ sợ nhiều anh em ạ. Nào bây giờ mày bật tivi mày dọa tao nữa đi con chó. Ủa cái gì đấy? Sao ánh sáng kiểu gì nhở? Ủa vãi. Gì đấy? Đùa nhá. Có gì đâu. Nó cứ dọa linh tinh mà. Có gì đâu mà phải sợ. Ủa bên kia tôi nhìn được cái gì kìa. Bên kia là một sinh vật à? Ui vãi, tôi nhìn quả cái tay đúng kìa. Ui mẹ. Nhìn kiểu cái bào thai ý. Hay là cái gì nhở? Ui mẹ nhìn kinh thế nó. Như kiểu là, tôi không biết diễn tả rồi, nó giống như kiểu một cái quái thai ý. Nó đang mân mê một cái gì đấy. Bình thường nếu mà chơi một cái tựa game kiểu khác thì tôi sẽ nghĩ đến một cặp nam nữ đang trần truồng. Mà không phải anh em ạ. Giống kiểu cái bào thai nó bị dị dạng hay quái thai ý. Nhưng mà nó vẫn sống ý. Làm gì ơ? Ủa cái cửa mở ra rồi này. Có gì đây không?
vết máu này. Bây giờ mình để ý không, cái này là vết máu hay là cái vết kiểu kiểu bút màu ven tường nhở? Ai gõ cửa đây? Nào, tao không đùa nhá. Mày chỉ dùng mấy cái hình ảnh vớ vẩn dọa tao thôi, còn thực ra là không có cái gì đúng không? Đây là chương trình thực tế của VTV3 đúng không? Mày tự dùng... Ôi! Ê! Ôi! Ôi! Vai cứt! Con game nó làm cái hiệu ứng cái kiểu mà bị nháy 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 sợ thế. Đấy, lúc nãy nó đã ở chỗ này này. Vậy chắc chắn là trong nhà này nó có một cái... Đây là cái gì? Điều khiển TV à? Ồ, đây là cái điều khiển TV này. Chắc là quay lại cái TV này bật lên đúng không? Khiếp, trông tay thằng này run thế. Thẩm run nhiều hay sao mà tay run thế em ơi? Cái gì đây? Ô tô à? Đây là một cái ô tô đang đi ở đường đúng không? Đang lùi xe. Tôi thấy cái đầu ô tô. Rồi lùi xe khỏi cái ngõ đấy, sau đó quay sang đây. Dễ có khi là mình lắm. Trước khi mình bắt vào đây chăng? Một căn nhà hoang. Thôi đúng kiểu kinh dị Mỹ rồi. Thấy nhà hoang giữa rừng là mò vào. Và thế là sau đó không còn gì nữa. Tiếng gì đấy? Con game này nó làm âm thanh công nhận thật thật. Tiếng đấy, tiếng gì? Mình đang mài một cái gì đấy à? Là sao? À, có vẻ như là chúng ta lấy một cái máy quay ra. Ơ, đoạn phim chỉ có thế thôi anh em ạ. Rồi, ok, tôi hiểu rồi. Đoạn phim chỉ có thế thôi, tức là nhìn này, sao tự nhiên có cái gì trắng trắng đây này? Dị vãi ạ. Wyoming today, making him the first to visit in preparation for the 2008 general election. Republican Jack. Ý đấy, giống như cậu gì đấy? Chúng tôi giới thiệu chương trình đặc biệt. À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Tiếp tục bây giờ anh em ơi, sau khi chúng ta mở cái mở ô tô ra, hóa ra là nãy là chuẩn bị cái đèn pin. Tiếp chuẩn bị đèn pin mà sụt sụt xoạt xoạt, cứ như là mẹ đang. Như này là ông này là có, giống như kiểu là có chủ ý đến cái nhà này rồi đúng không? Có chủ ý là sẽ vào cái nhà này rồi chứ không phải là không đâu. Thế làm tôi nhớ lại cái hồi con Resident Evil 7. Cái đoạn là phút test đầu tiên mà mấy thanh niên phóng viên đến cái nhà ma ấy. Yên kiểu đấy luôn. Cái này là mô hình kiểu Lost Tape ấy. Gì đấy? Cái đường ống à? Cái này giống kiểu lò sưởi đúng không? Hình ảnh mờ quá, tôi chả nhìn nó ra cái gì luôn ấy. Nhà nó bé tí thôi, cũng không không có nhiều đâu. Nhà khá là nhỏ. Có vẻ là không phải là cái nhà mà mình đang ở đâu. Này, gặp đối này. Không ở trong đấy đi đâu nữa mẹ mày. Ở trong đấy thì đeo ở. Ở đi anh ơi. Ở ra đây làm gì? Khốn khổ khốn nạn thân tôi. Gì đấy? Tao mục đích của thằng này là gì? Vết máu à?
hình như có vết máu dưới đất. Tôi xua đấy là làm gì? Cảm giác đúng kiểu là xem phim ma luôn anh em ạ. Mặc dù ở đây là tôi, cái đây là mẹ phim kinh dị trong game kinh dị à? Này chết à, tôi cảm giác này sắp được quẳng đến nơi này. Quẳng ơi, quẳng. Ồ, suối à? Ôi cái gì? Sao đấy? Con rùa tấn công à? Nó mẹ cái thằng này tự nhiên mò đến làm cái gì? Hết rồi anh em, hết rồi, đoạn đấy hết rồi đấy. Ui vãi cái gì đây? Vãi vãi vãi. Ui 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 ui, thôi 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 thôi, đéo chơi rồi đâu. Ui mẹ ghê vãi ạ, ghê vãi. Mẹ con, mẹ cái thằng này không? Vai cứt. Đâu rồi? Cái thằng quái thai hôm nãy đấy. Sợ vai ạ. Nhưng mà xem cái đoạn ở trong TV rồi, đúng kiểu nó dựng đúng kiểu phim luôn, không phải là dựng phim nhá, mà là đúng kiểu mà cái người bình thường người ta quay ấy. Kiểu nó chậm rãi từng cái sự việc một nó xảy ra ấy. Rồi sao? Cháu ơi. Tôi gọi là cháu nhá. Người tôi nhìn thật cái thằng đấy giống như kiểu là một đứa trẻ con bị quái thai ấy. Cháu ơi, cháu. Đó mẹ cửa. Cháu ơi, chú xin cháu đi. Anh ai đây? Mẹ nó chăng? Sao lại có những cái vết? Đây là cái gì? Giấy tờ bị xé ra à? Đây là các quyển sách của Battle Rim à đâu, Battle Until Death này. Ủa, chiến đấu đến chết này, còn có cả giả thuyết gì đấy đây. Mắt mở to, đây là các tiểu thuyết mà nó giống tôi để ý nó giống kiểu mấy cái tiểu thuyết kiểu dạng kinh dị phải. Hoặc là bí ẩn. Kinh quá nhỉ, còn cả một quyển viết về vũ trụ. Jason Donan. Tưởng Trump Donan. Không mở được cửa nha. Tối om ơi, cho người ta đèn pin cái xem nào. Sao tối thế? Ui, cái đéo gì kia? Vãi cút. Đây là đầu người, là cái tượng. Vãi họ. Mẹ. Đây là cái tượng thôi anh em ạ, chứ làm gì có đầu người nào to này được. Vãi. Ôi. Cái gì ấy? Nó sẽ chuyển được à? Cái gì nữa đây? Cái điều gì nữa đây? Ai bên đây đấy hả? Ê! Ôi! Thôi nhá! Đéo đùa đâu, mẹ game sợ thế.
Tôi thề với anh em mà kể từ con PT, con này không kém gì con PT luôn nhá. Từ phong cách nó tôi cảm thấy nó gần gần giống cậu con PT ý. Nhưng mà nó không kiểu vòng lặp như PT mà nó vậy. Tôi cảm giác là nó có cái gì nó ghê hơn ý. Bây giờ phải đi vào đây hả? Thấy cái mẹ gì đâu. Thế nhưng mình không đi vào được anh em ạ. Đến đây là nó có một cái gì đó chắn. À đèn pin rồi. À đây. Vừa mới đòi đèn pin xong cho tôi đèn pin ngay. Được đấy. Ui mẹ cầm đèn pin còn sợ hơn bình thường ạ. Cái kiểu đèn pin này này. Tôi thấy là tôi nhìn thấy còn sợ hơn bình thường. Thà đéo đèn pin mình đéo nhìn thấy. Nhiều khi mình còn kiểu mắt tôi mù mà. Nhiều khi không đèn pin kháo mình còn mẹ đỡ thần hồn đắt thần tính. Này giống kiểu mình đang dưới tầng hầm anh em ạ, chứ không phải là mình đang ở trên. Lúc nãy là tôi nhìn thấy cửa sổ và bên ngoài có ánh sáng, nhưng tôi nghĩ có khi đấy là cái đèn thôi và nó tạo hình cửa sổ thôi anh em ạ, chứ còn cái này giống kiểu mình đang ở dưới cái tầng hầm nhá. Bởi vì những cái đường ống này, đường hầm dưới tầng hầm này. Ui. Mày ai đây? Ui vãi, cái này là người giả ma nó canh thôi. Nó phải người thật đâu. Anh ơi. Không, thế này là bộ quần áo thôi anh em ạ. Tôi nhìn này là bộ quần áo thôi nè. Bộ quần áo thôi. Không phải người thật đâu. Nó dọa mình mày. Kinh thế. Này. Mặt nạ giống kiểu mặt nạ dây sơn nhá. Cái mặt này chính là cái mặt mà chúng ta nhìn thấy trong cái tivi đúng không? Giống lắm. Nhìn chung ghê nhở. Còn gì nữa không? Mẹ nhìn cái đống bùi nhùi dây dở ở trên này cứ như kiểu tóc người ấy nhở. Nhìn giống tóc người vãi. Có mở được cái tủ lạnh ra không? Mà thôi tôi không mở đâu. Tôi thật với anh em tôi không mở đâu. Mẹ trong đấy chả có gì hay ho đâu. Mẹ nhìn cái dây điện này đúng là tạo hình đúng như kiểu là bên trên là một cái tóc người ấy. Suốt cuộc bây giờ phải làm gì? Anh ơi! Anh ơi! Không đi vào đây được à? Ui mẹ lại cái đầu! Vãi! Nếu mà mắt tôi mù khác. Tổ sư. Khéo anh em còn sợ trước tôi mẹ. Mấy giây bây giờ tôi mới nhìn thấy á. Khốn khổ khốn nạn cái thằng mù như tôi. Này anh em nhìn thấy đây, ta nhìn đây chúng ta mới nhìn kỹ chúng ta biết đây không phải là người này. Đấy, nó mỏng dính quần áo thôi mà. Giờ thì sao? Làm gì ở đây đây? Đây là tủ sách thôi không phải cửa. Ui! Mẹ lại cái thằng này đấy. Đây, chú bảo cháu biết nhá. Chơi đùa thế là không vui nhá. Bố mẹ cháu dạy cháu thế à? Hả? À, bố mẹ cháu đâu gọi ra đây? Cháu được có bố láo với chú. Này. Thằng ấy đầu to thế. Tôi thề với anh em là đầu nó cực to luôn nhá. Tiếng đéo gì đấy? Tiếng đéo gì nhở? Ôi, 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 ôi. Đèn pin đâu? Cắt đi đâu đây? Vỡ đèn pin à? Vỡ mẹ đèn pin rồi. Hẹn cửa kia mở anh em ạ. Ơ. Tự nhiên lại. Em đềm này. Ôi. Tự nhiên đài em đềm vậy. Nhạc em đềm quá anh em ạ. Đây có phải là ánh sáng ngoài trời không? Đứng ở đây cho đỡ sợ. Đấy cảm giác đấy phải ngon không? Đây là cái hình gì đây? Đây là cái hình nốt nhạc với cả mấy cái hình. À đây là hình. Đây là hình cái radio mà đúng không? Ba cái radio nó phát ra nhạc anh em ạ. Đây là ba cái radio phát ra nhạc. Ở đây chúng ta có ba cái thật này. Một cái đây này. Vấn đề ở đây hình như là thứ tự hay sao ấy. Nhưng mà tôi nhìn thì tôi không thấy có cái thứ tự nào ở ba cái này cả. Hay là mình phải tắt cả ba cái đi. Cái này không được à?
À, bật hết lên, bật hết lên, bật hết lên. Rồi, tôi bật cả ba cái ở đấy rồi sao? Cháu thích nghe nhạc đúng không cháu? Cháu chỉ cần chú bật nhạc cho cháu nghe thôi đúng không? À đây còn cái này nữa, là ba cái. À, từ từ, ba cái. Như vậy là từ từ tắt cái này đã, ba cái ở đây này. Ba cái này nó đều nhìn về cái hướng cái radio ở giữa này. Nên tôi đoán là có khi là phải bật cái này này. Đấy. Có cái mặt để nhìn. Đây là mặt gì? Nhưng có gì đây? Nhìn trông giống như kiểu là đầu cái bà này bị mấy cái bọn giòi hay là sán xiếc gì đấy ở trong đầu anh em ạ. Nhưng mà cái này là giống kiểu ma quỷ nhá, chứ nó không phải là quái vật bình thường đâu. Bởi vì là nếu mà là quái vật bình thường thì cái căn phòng nó không được thay đổi cơ. Nhưng mà đây rõ ràng nó thay đổi căn phòng luôn. À, một là thằng nhân vật nó bị hoang tưởng, bị điên, hoặc là nó bị đồ trời, hoặc hai là có thế lực ma quỷ hay gì đấy. Ủa, rồi giờ sao? Thế nào nó giống một cái thứ gì đấy kinh khủng gần đây. Đấy, bên phòng bên kia kìa. Làm mày giỏi mày ra đây. Thằng cháu. Thằng cháu giỏi dọa chú cái. Này tôi soi được cả bên phòng bên kia luôn này. Vẫn nhìn thấy cái giường giếc luôn nhá. Có tiếng đài à? Cái đài anh em ạ. Hay là cái gì đỏ đỏ đây đây. Ui mẹ lại đầu người à. Về đéo chơi đâu. Ai? 4:38. Nãy giờ loanh quanh luẩn quẩn. Ơ cái gì đấy? Ủa alo này đi kiểu gì? Dán à? Dán bò đâu đấy? Ôi, 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 vãi cút. Điều gì đấy? Mẹ kinh thế. Ui, mẹ thằng ấy nhìn tởm thế. Ui, tôi thề. Mẹ thấy không phải là đứa trẻ con đâu anh em ơi, nó là người lớn chứ mà. Người lớn nhưng mà mẹ kiểu. Ủa, thằng này là đúng rồi, thằng này là dây sơ đấy các bạn. Anh em còn nhớ là cái khởi đầu thằng dây sơ là một cái thằng bé mà mặt mũi của nó bị dị dạng không? Sau đó phải luôn luôn phải đeo mặt nạ không? Thằng này là kiểu như thế rồi. Nó không phải là tâm hồn của nó vẫn là một đứa bé thôi, tôi gọi nó là cháu cũng được nhưng mà nó bỏ cái mặt nạ hình kinh thế. Đây là phòng hồi, đóng cửa rồi. Đây là phòng mà hồi nó lớn lên đấy đúng không? Phòng hồi bé nó đây này. Đây chắc là cái đồ chơi yêu thích của nó đúng không? Một con mèo. Đồ chơi yêu thích bình thường thôi. Mình cầm ra con mèo hả? Cầm ra con mèo này chắc là để nếu mà con này nó có định đến nó giết mình là mình sẽ cầm con mèo mình giơ ra đúng không? Hay là như nào? Từ đã, cái gì đây? Vừa hiện hình cái gì xong mà. À đặt nó lên đây à? Tôi phải tìm đủ mấy con thú để đặt lên đây anh em ạ. 4 con thú đặt lên đây để làm bữa ăn. Chắc là thằng đấy hồi bé là nó chơi cái trò này. Ok đã hiểu. Đây còn tiếp theo đây. Rồi. Trò chơi tìm thú rồi anh em ạ. Rồi ok, con hổ đặt xong. Mình phải đặt theo thứ tự không nhở? Có khi là mình đặt theo thứ tự đây anh em ạ. Nó phải có một cái thứ tự đấy nhá. Bọn này phải ngoảnh mặt vào nhau, đúng rồi. Nó phải ngoảnh mặt vào mâm. Con này là ngoảnh mặt vào đây này. Con này là ở đây này. Ơ không phải. Hay là nó con này ở đây? Không phải. Hay con này ở đây? Hay nó toàn ngoảnh mặt đi đâu nhở? Phải có manh mối gì đấy chứ nhở? Hai con gấu.
Không là không lấy con gấu này à? Ôi cửa cái mở từ bao giờ vậy? Sang đây lấy nốt hai con rồi. Cháu ơi, cháu muốn chơi trò giả vờ ăn đúng không cháu? Trò nấu bếp ăn đúng không? Để bàn ăn gia đình hạnh phúc đúng không? Cháu có để chú làm cho. Đây chắc là góc học tập của nó hay sao ý. Vấn đề giờ tôi... Đây Con vịt. Rồi. Còn một con nữa thì mới đủ hay sao ý. Ơi cái gì ấy? Mẹ nó thì thầm với tôi ấy. Mẹ, giống kiểu cháu nó muốn chơi với tôi hay sao ấy. Nếu cháu muốn chơi thì cháu cứ đàng hoàng lịch sự nha. Mặt cháu có thể dị dại nhưng mà cháu cứ tỏ ra coi như là cháu cười thật tươi với chú là được. Nhe cái răng ra. Mẹ chứ đừng có làm cái kiểu thì thầm bên tai chú thế, chú đéo đùa đâu. Chú thật đấy. Còn một con thú nữa đâu ta? Con game này tôi cảm tưởng nó có một cái tài tình ở chỗ là có lúc thì nó sẽ dùng cái nhạc ambient nền nhá, để làm cho chúng ta sợ hãi, mà có lúc nó để im lặng không hề có âm thanh gì ngoài cái tiếng sột soạt này. Nó mới ghê. Ui cái gì kia? Ui, đéo con gấu bị làm sao đấy? Mẹ gấu đầu lắc kìa. San à? Gấu ơi. Ồ, cái chìa khóa rồi. Vấn đề chìa khóa này để mở cái gì tôi không biết. Rồi đặt con vịt vào đây đã. Đây chắc là cái chìa khóa để mở cái cửa ra. Đúng không? Không phải. Cái chìa khóa để mở cái gì nhở? Ngăn tủ. À cái tủ này. Chắc chắn là cái tủ này rồi. Cũng không phải. À cái thùng này. Đây. Không có đầu người đâu anh em ơi, cả một con thú thôi mà. Đấy tôi biết mà, thú thôi. Có thế chứ. Ôi. Mẹ. À không đùa nha. Đây chú đặt con cuối cùng đây cho cháu rồi đây. Hình như mình đặt vẫn sai anh em ạ. Cho nên là nó không có một cái, nó phải có cái gì gợi ý cho tôi về cái thứ tự của mấy con này chứ nhở? Khó nhở? Tức là sẽ bọn này sẽ ngồi như nào? Thứ tự sẽ quay ra như nào? Tức là anh em nhìn đây là bọn này nó sẽ nhìn về một à, hay là nó thể hiện ở cái bát với lại cái dĩa nhở? Tức là màu nào thì sẽ đứng ở chỗ đấy à? Không phải, ví dụ cái này màu, cái đĩa này màu trắng là con vịt trắng này. Không phải. Thế nào ta? Đấy, mẹ tôi lại nghe được có tiếng mẹ thì thầm ở đấy. Không có một cái gợi ý nào cả. Hay là đây? Ở đây chúng ta có hình con gà đang ngồi ở cái bàn mà không phải. Không phải là bố kia đâu. Hay là vào trong phòng này nhở? Phòng này bây giờ ánh sáng đỏ rồi đây này. Ê, cháu muốn chú đặt như nào? Mấy hình này không phải nhá. Không phải là mấy hình mấy con đấy nhá. Hay đặt theo hướng như nào ta? Mày, khó hiểu nhở. Ít ra phải có một cái manh mối nào đó chứ. Không đặt đây đến bao giờ? Hmm.
khó nhờ. Nào, đi thêm một vòng tìm xem là liệu mình có để có cái chỗ nào đâu ta. Nhìn hết mấy cái tranh chủ trên đây rồi mà, còn chỗ nào nữa nhở? À đây, mẹ. Đây rồi anh em ơi. 1, 2, 3 đây này. Đó, như vậy là con hổ sẽ ngồi ở... Ơ không, từ từ. Khi mà đèn đỏ ấy, khi mà đèn đỏ, đây là bước 1 này, bước 2 là bọn này ngồi này, bước 3. Cái số 3 là cái mà mình phải để đúng không? Bây giờ đã đèn đỏ rồi thì đầu tiên là con vịt nó sẽ nằm ở trong cùng này. Con vịt trong cùng này, con giống kiểu con gì kia là ở ngoài cùng này. Đúng không? Xong đến cái con thỏ. À không, con vịt vẫn trong cùng với con hổ. Vịt, hổ, thỏ và ngựa. Rồi. Vịt, hổ, thỏ, ngựa. Hiệp. Rồi, ok. Tôi thế mà mình vẫn không soi ra. Vịt đây này. Đấy, con ngựa là đây này. Đấy, con hổ đây này. Và con này ở đây này. Đúng chưa? Mẹ chưa có mẹ đâu chưa? Đúng rồi mà. Sao thấy xảy ra nhở? Tôi phải đúng rồi mà. Ôi! 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 Vai! Vai! Mẹ! Cháu ơi! Bé bự của chú ơi! Mẹ nó toàn chơi cái trò đấy thôi ạ. Cứ dăm sờ ke thẳng vào mặt, đéo có nói nhiều, bố con game. Đây rồi. Giờ sao nữa? Cháu ơi! Ui mẹ cái gì đây? Vai! Xác người à? Mẹ xác người bị đồ ăn thịt thì sao ý? Kinh vai! Ui lại còn trên giường nữa này! Tay người này. Ôi mẹ nó cắt. Hình như có cái đầu ấy sao ấy. Lúc đấy tôi nhìn hình như có cái đầu ấy sao ấy. Ôi bữa ăn của bọn này là toàn mắt người với lại ngón tay lưỡi này. Tay này. Chắc là một thanh niên cũng giống tôi nhưng mà kiểu bị nó bắt. Ôi. Ôi cháu ơi. Cháu ơi. Thôi. Vai cả. Mẹ cháu thằng nó to thế. Đầu to thật đấy. Mẹ nhà bếp hả? Lại tắt đèn pin mất rồi. Gì hết, vừa có cái biểu tượng gì hết. Có biểu tượng gì mà con khốn nạn game này. Sao ở trong cái chỗ giặt là lại treo chậu treo chiếc gì đây. Bướm bay không mở được à? Bên kia là cái phòng gì ý? Ôi sáng rồi này. Nhà tắm bị đập vỡ cả gương luôn. Gì đây? Mảnh kính à? Mình phải ghép à? Ghép ghép, nhặt mảnh kính ghép anh em ơi. Để xem là cháu nó đây. Mảnh kính đây. Cháu đập vỡ làm chú lại phải đi chú vậy. Chú gắn lại kính cho cháu đây này. Ôi mày nhìn mình kìa. Vai. Ôi sao nhìn mình khổ vậy. Mẹ bị thằng kia nó hành hạ kìa. Như nó cắt cả môi mình đi rồi sao. Tôi thấy cả răng của mình nhẹ luôn kìa. Này mà anh em nào mà chơi trò này mà không để ý nhìn vào khéo cứ tưởng mày quái vật. Khéo vậy la âm lên.
Đây, mảnh kính ở trong này. Ok. Game sợ thật. Con này tôi thấy nó khá độc đáo nhá. Từ trước giờ thì cũng có nhiều cái kinh game kinh dị theo dạng gọi là, theo dạng nó gọi là walking simulator như thế này, là chúng ta chỉ có thể di chuyển và chứng kiến mọi việc, nó gần gần giống kiểu thần trùng ấy. Đấy, nhưng mà con này có vẻ nó đánh vào cái tâm lý của mình thật. Nó tài tình. Tôi đánh giá là con này là thanh niên mà làm con này là rất tài tình trong cái việc mà xây dựng cái nỗi sợ hãi. Được rồi, xong hết việc rồi, bây giờ còn cái gì đâu. Mẹ nhìn rõ mình này anh em này. Ôi ôi mẹ môi. Ôi ôi. Vai. Mẹ bị nó cắt môi, nghe mỗi cái răng ra. Ủa thế thôi hả? Đến đấy là hết luôn hả? Ồ, mẹ game lạ vậy. Hay là đây mới chỉ là phần prologue? Ồ, lạ nhở? Hơi bị lạ đấy. Con game này công nhận nó khá là khó hiểu, nhưng mà theo như tôi có nghiên cứu qua ấy, thì cái từ PSAM này này, nó có nghĩa là một cái đoạn thánh ca nhá. Đấy, một cái đoạn thánh ca nó nằm bên trong cái quyển kinh thánh ấy. Đấy, một cái đoạn của thơ. Thì ở đây là nếu như mà anh em xem cái trong cái kinh thánh mà phiên bản tiếng Anh ấy, thì sẽ không có cái đoạn thánh ca đoạn 5-9-13 đâu, mà phải là tìm cái phiên bản kinh thánh ở cái phiên bản tiếng Do Thái cơ. Đấy, và anh em phải tìm đọc cái đoạn này trong tiếng Do Thái. Thì tôi có xem qua một số cái bài viết của game thủ và những cái giả thuyết ấy, thì có nói rằng là cái ngôi nhà lúc nãy chúng ta vừa mới trải qua nó tượng trưng cho địa ngục, và nhân vật chính của chúng ta là một kẻ sát nhân anh em ạ. Đó, và chúng ta phải trải qua những cái nỗi sợ hãi, những cái sự dằn vặt trong quá trình trải nghiệm cái địa ngục trong căn nhà đấy. Và cuối cùng khi mà chúng ta chính thức nhìn vào gương, nghĩa là chúng ta chính thức gọi là đối mặt với chính cái bản ngã, với chính cái sự thật đen tối về cái bản thân của chính mình. Đó, cái sự dã man của chính mình, và sau đấy thì mới được tha thứ để mà có thể lên được thiên đàng. Đấy là cái nội dung của cái đoạn gọi là thánh ca 5-9-13 này. Đó, còn cụ thể như nào tôi nghĩ là có lẽ anh em có khi để sẽ phải nghiên cứu thêm. Con game này tôi nghĩ nó có rất nhiều cái màu sắc gọi là ẩn dụ. Rồi, rất cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi, và chúc các anh em một buổi tối vui vẻ bên gia đình bạn bè nhé. Đêm nay mơ đẹp nhé.